Uh, hello, xin chào cả anh em. Thì ngày hôm nay em có test đó là hai cục đẩy lưới 804 và một cục đẩy lưới LT 4000 anh em nhé. Thì uh, test cho một bác khách bác ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì uh, trong này thì em cũng uh, test hàng cũng rất là ok rồi và theo nhu cầu của bác thì uh, bác muốn uh, bên em sẽ hướng dẫn uh, bác cái cái ghép nối hai cục đẩy này. Uh, bác về này là sử dụng phòng hát anh em nhé, sử dụng phòng hát karaoke okay, kinh doanh. Thì nhà bác đang sử dụng cục đẩy hai kênh thì nó đang bị cháy và bác đánh hai kênh thì trước set up sử dụng cho 4 chiếc loa. Thì ngày hôm nay bác đầu tư đó là hai cục đẩy 4 kênh luôn, về đánh mỗi kênh một quả. Thì để cho nó ok và với công suất nó rất là lớn. bác mua trước đó là cục đẩy 8004 và LT 4000 về để bác thưởng thức cái chất âm, để xem cái chất âm và cái sức mạnh của cục đẩy này. Thì với phòng nhà bác thì toàn sử dụng loa bass 30 thôi thì với những cục đẩy 8004 hay là LT4000 này thì mỗi kênh nó có thể đánh căng cho anh em đó là một chiếc bát 30 rồi đúng không ạ à, bác đánh đó là hai cặp thì mỗi kênh về nhà thì bác cứ đánh 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 um, steel hết cho em và mỗi kênh đánh một quả nhá hai cặp thì mỗi kênh đánh một quả và tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn bác cái, cái ghép lối thì hiện tại thì bác đang đánh đó là hai kênh hai kênh thì bác đang đánh đó là bốn chiếc loa rồi thì uh, về sử dụng sang bốn kênh thì sẽ đấu nối như thế nào thì với những cục đẩy 4 kênh Ở trên nó sẽ là con bốn Và dưới nó con LT4000 Thì tất cả các cái mức cầu gạt này Thì em đều gạt về steel cho bác nhá Đều gạt về steel Và độ nhạy thì em đang để 1.0 Steel và 1.0 Và đây là các cầu rắc ra loa Thì với những cầu rắc ra loa Thì bác có thể sử dụng cầu gai thì bác cứ lối mỗi một chạm cầu này một đen một đỏ thì nó sẽ làm một chiếc loa của bác thì ở đây sẽ là bốn cái cầu chạm đỏ đen này thì bác sẽ sử dụng cho bốn chiếc loa thì cũng tương tự như cái cục đẩy LT 4000 cũng vậy thôi. Đây là bốn kênh riêng biệt anh em nhé. Đấy bốn kênh hoặc là jack uh, uh, New trích. Bác đang sử dụng New trích lối ra ngoài thì uh, mỗi kênh bác sẽ đấu cho một New trích và đều nối đó là một cộng một trừ hết bác nhé. Những cái này thì em sẽ gạt về steel cho bác hết. riêng với cái con LT 4000 thì nó sẽ sử dụng các cái cầu gạt uh, bằng các cái cầu gạt đây chứ nó không sử dụng uh, các cái cầu gạt thẳng như này đấy, những cái cầu gạt thẳng như này thì anh em nhìn rõ luôn nó là panel steel hybrid thì ở giữa này nó sẽ là steel bên tay trái này thì sẽ nó sẽ là panel và bên tay phải thì sẽ còn là cầu borit anh em nhé riêng con lt 4000 nó sẽ khác hơn một chút anh em thể nhìn thấy nó sẽ chia ra các cầu gạt 123 ở đây đều đánh số 123 thì tất cả anh em gạt xuống dưới thì nó sẽ là steel và 123 thì ba 3 gạt lên trên thì ba gạt như này đấy thì nó đang là panel và Boris thì nó sẽ là 1 2 ở trên và 3 sẽ ở dưới. Thì 1 2 ở trên này, 3 ở dưới này thì nó sẽ là Boris anh em nhé Còn 45 này thì nó sẽ là độ nhạy của CS3, CS4 khác nhau. Tùy anh em có thể để cầu gạt như thế nào để anh em có thể sử dụng. Và với những cái này thì em sẽ gạt hết cho bác về steel, còn lẽ gạt tất cả các cái cầu uh, gài cầu gạt này xuống dưới nó steel đúng không ạ? Và cái quan trọng nhất là cái rắc cắm của bác. Thì uh, đầu tiên bác đang sử dụng nó đẩy hai kênh rồi đúng không ạ? Hai kênh thì uh, tín hiệu đầu vào thì nó sẽ có hai cái tín hiệu đầu vào. thì với những con LT 4000 hay 804 thì đây em sẽ thử cho anh em đó là cái cầu đây là cái cầu đầu vào đúng không ạ? đầu vào này thì nó sẽ sử dụng đó là uh, rắc uh, canon của bác trước đấy là đẩy hai kênh, bác rút là đẩy hai kênh ra thì bác sẽ cắm vào CS1 và CS2 trên cục đẩy 8004 hoặc LT 4000 thì uh, em sẽ hướng dẫn cho bác cái con uh, 8004 trước đi. Đấy, hướng dẫn tại bốn trước và như thế này à, tín hiệu xuống nhá tín hiệu từ trên vang xuống đấy ạ. thì bác đang cắm hai kênh thì nó chỉ có hai tín hiệu thôi thì cắm vào CN 1 và CN 2 và tiếp theo thì bác sẽ lấy cho em đó là một cặp dây can nông nữa à, ở đây thì bác phải thêm đó là một cặp dây canông đực cái thì ở đây là hai đầu đực và hai đầu cái để bác có thể sử dụng đây nó sẽ là cái dây canông như thế này Đây là gồm hai đầu đực và hai đầu cái anh em nhé và sẽ sử dụng như thế nào thì cái dây tín hiệu này nó sẽ để linh tín hiệu cho bác. Thì bác linh từ cổng CH1 linh dưới này. Đây bên dưới này nó sẽ có chữ hết nhá. CH1 linh và CH2 linh. Thì bác cắm vào CH1 và CH2 linh. Và hai đầu canon còn lại này thì bác sẽ cắm lên cổng CH3 và CH4 cho em. Đấy, CH3 CH4. Tất cả thì cái cầu gạt này thì bác cứ để nguyên cho em nhé Để nguyên em đã gạt trước cho bác phải steel rồi. Thì cái cách cắm như thế này, đây là bác sẽ sử dụng được ra chế độ stealth và 4 volume riêng biệt 4 volume cho 4 chiếc loa của bác riêng biệt Đấy, em xin nhắc lại nhá cái dây từ trên vang xuống hai kênh để hai kênh của bác thì trước nó sẽ có hai cái đầu canon này bác rút ra và bác cắm lên CS1 và CS2 trên con đẩy 4 kênh 8004 và từ hai cổng linh đó là CS1 linh và CS2 linh này thì bác sẽ cắm vào cổng CS3 và CS4 anh em nhé đây là linh tín hiệu sẽ link tín hiệu từ cổng 12 này nó sẽ link tín hiệu sang cổng 34 và tương tự với những cái cầu của con cục đẩy LT4000 thì em sẽ hướng dẫn bác luôn. Đây là với con 804 nhá. Rắc loa thì bác cắm vẫn như vậy thôi. Đấy, rắc loa vẫn cắm như vậy thôi. Bốn quả loa thì đánh cho bốn kênh riêng biệt ở đây rồi. Và với con LT4000 thì cũng vậy thôi. Ở phòng khác của bác thì nó sẽ có CS1 in và CS2 input ở đây. Thì bác cắm cho em hai cái rắc này cũng là từ trên vang của bác cắm xuống đẩy hai kênh đấy cái con hai kênh của bác bị cháy ấy, bác cũng bỏ ra thì bác cắm vào CH1 và CH2 này cho em đấy. tiếp theo thì con này nó cũng CH1 linh và CH2 linh ở đây đây là CH1 linh đây là CH2 linh đúng không ạ thì bác vẫn cắm như vậy thôi bác chỉ cần thêm một cặp canon và bác cắm từ CH1 linh này đây cắm cho nó kêu tạch cái là được cắm chặt vào CH2 linh và hai cái dây này thì cũng tương tự như con 8004 thì bác cắm sang cái cổng CS3 và CS4 cho em nhé CS3 và CS4 ở đây Đấy. thì chỉ cần thêm một cặp cá lông thôi thì bác có thể đánh được riêng biệt bốn loa riêng biệt bác nhé Đấy thì đây bác có thể nhìn thấy từ CS10, 2 20 sẽ cắm sang CS3 và CS4 rất là đơn giản rồi đúng không ạ? Cắm vào như này thì loa bác cắm ở cầu gạt trên này, cầu xoắn trên này hoặc là các cái cầu neutric này thì bác có thể sử dụng ra bốn loa riêng biệt rồi. đấy, sử dụng ra bốn loa riêng biệt này thì nó có chế độ steel thì nhìn, nghe nó sẽ hay hơn, nghe sẽ hay hơn so với bác sử dụng đẩy hai kênh. Thì đây là bốn kênh riêng biệt. Đấy. còn đâu nếu mà muốn đánh hai kênh thì muốn uh, muốn vặn cho hai volume ấy thì cũng được thôi nhưng nó sẽ không được hay. thì uh, bác cứ sử dụng cái rắc này chỉ thêm có một cặp canon thôi để bác có thể đánh steel được. phòng hát thì của bác thì uh, với cũng đẩy lt bốn nghìn tám này thì đánh rất là căng rồi. thì uh, OK hướng dẫn chi tiết cho bác nhé, thì bác cứ về bác xem lại cái đúng cái video này của bên em à, hướng dẫn cho bác thì bác cứ cắm theo những cái cách này khi nhận hàng thì uh, bác cắm như vậy thôi. Còn hai cục đẩy này thì em cũng test rất là kỹ rồi, với bác cũng tham khảo bên uh, kênh của em cũng rất là nhiều. Uh, bác uh, tin tưởng và đặt hàng mới thì uh, toàn những hàng bóc thùng thôi, thì uh, test nó rất là nhàn và em sẽ test rất là kỹ cho bác. Thì uh, OK cảm ơn bác đã tin tưởng và đặt hai cái mẫu đẩy 8004 và LT 4000 của bên em. Thì uh, mọi thông tin nhu cầu mua hàng, anh em hãy nhớ liên hệ với số điện thoại góc dưới màn hình. Xem video thì hãy nhớ like đăng ký kênh em nhé. 8004 thì hiện tại với giá là 7 triệu 8, còn là uh, LT4000 là giá 8 triệu 7. Đều là chưa phí ship anh em nhé. Ok, uh, chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau ạ.